once more from the beginning. That's it, Diamond. If I had everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. In my world, you wouldn't say meow. You'd say birds calling on one day's overdue. Hello, hello, xin chào, mình là Sumi và chúng mình đã gặp lại nhau rồi đây. Yeah. Thật sự thì ngày hôm nay Hạ diện một cái áo Hạ mới vừa DIY ra từ một chiếc quần. Và từ thứ ba lần trước thì Hạ đã hỏi các bạn là các bạn ơi, các bạn cảm thấy cái áo này như thế nào? Và Hạ định là sẽ không cho nói lời xấu bởi vì Hạ cảm thấy là nó cũng không được ưng ý lắm. Nhưng mà Hạ đọc comment thì mọi người bảo là Hạ ơi, đã làm ra rồi thì bạn cứ chia sẻ đi, biết đâu là bạn không thích nên những người khác thích thì sao? Cho nên đó là lý do tại sao mà hôm nay Hạ vẫn mặc chiếc áo này và chia sẻ với các bạn cái cách mà Hạ DIY. Các bạn ơi, các bạn nhớ coi hết clip để mà xem thử tập DIY ngày hôm nay như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng mình cũng bắt đầu thôi. Let's go. Ta-da, và đây là siêu phẩm của ngày hôm nay. Một chiếc quần không thể nào rộng hơn. Thật ra thì chiếc quần này làm bằng vải phi bóng, hơi cứng một chút xíu. Mặc bình thường ở nhà thì khá là thoải mái. Hạ có thể kết hợp với áo phông trắng hoặc là áo phông đen này. Tuy nhiên thì cái lưng quần khá là giãn. Và lúc trước thì Hạ cũng hơi bị béo bụng ấy. Cho nên khi mà mình giảm cân xuống thì chiếc quần bỗng chốc trở nên rộng thùng thình. Và đó là lý do tại sao Hạ cất tới tận bây giờ luôn. Nhiều lúc thì Hạ định lôi em này ra thay lại thun ở lưng, rồi bóp lại một chút xíu để mình mặc cho gọn gàng hơn, bởi vì các bạn nhìn đó, ẻm còn khá là mới và màu sắc thì cũng khá là xinh xắn nữa. Và cái quần này á, có một cái form là form suông từ trên xuống dưới ống luôn. Nó cũng là một dạng của chiếc quần pyjama mặc nhà. Nhưng mà thú thật với các bạn là đồ bộ mặc ở nhà của Hạ khá là nhiều, nên chắc Hạ sẽ không bóp lại để mặc ở nhà nữa, bởi vì cũng cảm thấy là nó hơi phí một chút ấy. Nên Hạ sẽ quyết định là DIY nó thành một cái gì đó lạ lẫm hơn, khác biệt hơn, hay ho và xịn sò hơn. Bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu nhé. Và cũng giống như những tập trước thì cái dụng cụ DIY của Hạ thì gồm có thước nè, có kéo nè, rồi phấn, kim, chỉ, các kiểu ha. Rồi ngày hôm nay thì Hạ sẽ bắt đầu làm DIY luôn. Và đối với cái quần này thì mọi người thấy là nó quá là rộng, thì chỉ còn một cách duy nhất là mình có thể bóp lại cho nó nhỏ đi. Nhưng Hạ lại có một cái ý tưởng khá là điên rồ mọi người ạ. Hạ sẽ biến cái quần này thành cái áo. Hạ cũng không biết là làm ra thì có mặc được hay không, nhưng mà Hạ cảm giác là mình thích cái kiểu này từ lâu lắm rồi, nhưng mà ngại cắt may. Thì bây giờ Hạ sẽ gấp đôi cái quần lại như thế này ha. Rồi sau đó thì Hạ sẽ dùng phấn và Hạ khoét ở đây. Hạ khoét để làm một cái vòng cổ. Đây, khoét bắt đầu từ đây. Hên xui nha. Hạ cũng không biết là ra cái gì nữa. Tại vì kiểu Hạ mới suy nghĩ ấy. Đây. Bây giờ thì Hạ sẽ cắt cái vòng này. Đây mọi người ơi, Hạ chồng như thế này. Và đây là cái tay, chết rồi, cái cổ này bị rộng rồi. Rồi, và sau đó thì Hạ may ở đây nè mọi người. Hạ sẽ làm một cái áo crop top lên. Rồi sẽ thun lên cao như thế này. Và sau đó thì ở tay này Hạ cũng sẽ bó lại thun. Rồi Hạ không biết rồi. Nhìn nó cực kỳ quá không. Bây giờ thì mình phải cắt bỏ cái phần này đi. Ước gì là cái này á, vải nó đừng có quá là cứng và nó phồng lên. Nếu mà vải mềm nó rũ xuống thì đôi khi nó lại đẹp hơn. Rồi Hạ cắt bỏ cái phần lưng này. Và sau đó thì mình sẽ may cho nó lên cao như vậy. Rồi ở phần tay, ở phần cái ống quần này thì mình cũng sẽ bỏ một cái cọng dây vào luôn. Bây giờ thì Hạ sẽ luồn cái cọng thun vào. Hạ nghĩ là ở cái eo nên là mình chỉ dùng thun bản nhỏ thôi. Đây, thun bản nhỏ. Này thì Hạ sẽ phải cắt ngắn lên một tí xíu nữa để trở thành một cái áo crop top.
Rồi sau khi đã cắt xong xuôi thì mình sẽ may thun ở cái phần này và ở hai cái phần ống quần, mà chút xíu nữa đây nó sẽ trở thành hai cái tay áo của mình. Đầu tiên thì anh nghĩ là mình sẽ đo cái cầm tay với mọi người đã, cho nó thoải mái một chút. Rồi cái cầm tay của Hạnh như thế này, nó sẽ cắt ra tương tự, Hạnh cắt thành hai miếng đây. Rồi ở cái phần bo lai cũng vậy, mọi người nên đo cái eo của mình cho nó chính xác. Rồi đây. Rồi vậy còn lại là mình sẽ dùng kim chỉ mình khâu lại thôi. Ở đây nó lên lai sẵn rồi mọi người, cho nên là Hà sẽ luồn chứ Hà không cần phải đạp nữa. Cắt ở đây, dùng kim băng luồn cái này vào. Sau đó mình luồn xong rồi đó, mình sẽ may lại ở đây. Kim đâu, kim đâu. Thì mình kéo cái này lại và chúng ta đã có một cái tay phồng. Rồi tương tự cái bên kia các bạn cũng làm như vậy luôn á. Và tiếp theo thì Hạ sẽ dùng một cọng thun để làm bó eo. Đây. Đầu tiên Hạ sẽ phải may hai cái này nó đính lại với nhau. Tiếp theo là các bạn cứ gập như thế này, gập lên. Đó, và mình sẽ may luồn vào. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. This makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying. Các bạn thấy tập DIY của Hà ngày hôm nay như thế nào? Nói chung thì dù hay hay dở thì mọi người cũng nhớ cho Hà một like, subscribe cũng như là nhấn cái chuông bé xinh để cho chúng ta có một cái cơ hội và tạo động lực cho Hà làm thêm nhiều clip DIY phát vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần trên kênh của Hà Summy nhé. Mình là Summy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, bye bye. Nhớ nhấn nút subscribe ở phía dưới nè. Nhấn đi, nhấn đi. Bye.